90% mẹ Việt sẽ thôi ngay ý định cắt tóc hè này cho con khi biết được sự nguy hiểm này. Thói quen cắt tóc trọc đầu cho con để bé cảm thấy mát mẻ trong ngày hè, không ngờ lại là nguyên nhân gây nên những bệnh về da và não của trẻ. Mùa hè đang đến rất gần, nhiệt độ ngày càng tăng cao, thời tiết oi bức nóng nực khiến nhiều bậc cha mẹ nảy ra ý tưởng cắt tóc trọc đầu cho con để mát mẻ, mồ hôi dễ thoát. Tuy nhiên, đây lại là cách làm phản khoa học, vô tình khiến các bé gặp nhiều nguy hiểm hơn giữa cái nắng của mùa hè. 1. Làm suy yếu chức năng điều hòa thân nhiệt của cơ thể. Khi nhiệt độ ở bên ngoài quá cao, tóc có vai trò như một lớp cách nhiệt tạm thời để ánh nắng không rọi trực tiếp xuống đầu bé. Nếu như đầu con bị cạo trọc, bé không những cảm thấy không mát mà nhiệt độ da đầu phải hấp thụ ngược lại còn cao hơn. Mồ hôi toát ra cũng sẽ nhanh chóng bị mất đi, không đạt được hiệu quả làm mát cho cơ thể thông qua quá trình bay hơi mồ hôi. Vì vậy, trên thực tế, cạo trọc đầu làm suy yếu đi chức năng điều hòa thân nhiệt của cơ thể, chứ không hề có hiệu quả làm mát như nhiều bậc cha mẹ làm tưởng. 2. Gây các bệnh về da đầu. Tóc tự nhiên của con người có chức năng như ô dù vậy, giúp ngăn cản ánh nắng mặt trời, giảm kích ứng da. Mùa hè, khi bị cạo trọc, mái đầu trọc của các bé sẽ hứng chịu ánh nắng trực tiếp gay gắt. Lớp da non còn mẫn cảm sẽ rất dễ bị kích ứng, dẫn đến mẩn ngứa, mụn nhọt, thậm chí nhiễm trùng. Ngoài ra, khi cạo trọc đầu cho bé, do động tác lực gần sát da đầu, chỉ cần một chút sơ sẩy cũng có thể dẫn đến trầy xước. Nếu vi khuẩn xâm nhập vào da đầu theo các chân tóc, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển bình thường của da đầu. Đặc biệt, nếu các dụng cụ không đảm bảo vệ sinh, nguy cơ nhiễm trùng cũng rất cao. 3. Ảnh hưởng đến não bộ của trẻ do mất đi hàng rào bảo vệ tự nhiên. Một mái tóc dài rậm sẽ đóng vai trò như một hàng rào bảo vệ cho phần đầu của mỗi người. Một ví dụ rất đơn giản, đó là khi bé không còn tóc, da đầu nhiễm nhiễm trở thành mục tiêu tấn công của muỗi. Các vết muỗi đốt lúc này sẽ vô tình trở thành cửa ngõ để cho vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể bé. Nguy hiểm hơn thì các vết nhiễm trùng. Ngoài ra, khi ánh nắng mặt trời chiếu liên tục trực tiếp vào mái đầu không có tóc che chở, não bộ của bé chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Bé có thể bị đau đầu, say nắng, thậm chí nếu tình trạng kéo dài có thể dẫn đến tổn thương não. Hãy tưởng tượng người lớn chúng ta đứng ngoài trời nắng không đội mũ vài phút thôi đã cảm thấy hoa mắt, chóng mặt như thế nào. Huống chi bé còn mắc luôn cả chiếc mũ bảo vệ tự nhiên là mái tóc. Thay vì cạo trọc đầu cho bé, những ngày hè nắng gắt, cha mẹ có thể chọn cho con những kiểu tóc ngắn, đẹp vừa phải, buộc búi gọn, cũng như tắm gội vệ sinh cơ thể sạch sẽ và hạn chế các hoạt động ngoài trời. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Một nhúm muối. Ba công thức đánh bật cao răng làm trắng đơn giản mà bạn không biết. Ưu tiên những công thức đơn giản, nguyên liệu dễ kiếm mà kết quả là an toàn. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ cho bạn bí quyết như thế. Nhà nào cũng có muối, chỉ là bạn chưa biết cách sử dụng chúng để làm đẹp mà thôi. Vốn là nguyên liệu cần thiết trong nấu ăn, chúng còn giúp chăm sóc da, cải thiện vóc dáng và đặc biệt có lợi cho sức khỏe răng miệng. Muối có khả năng kháng khuẩn, chống viêm cao, giúp tiêu diệt được các vi khuẩn gây hại, góp phần làm bong các mảng bám cứng đầu ở chân nướu, kẽ răng, giải quyết triệt để mùi hôi khó chịu để bạn có hơi thở thơm mát nhanh chóng. Công thức 1. Đầu tiên, bạn súc miệng với nước ấm để một phần làm sạch miệng trước. Sau đó, lấy một thìa đường nâu cho ngậm khoảng 2 phút. Đồng thời, dùng lưỡi đẩy đường đến chân nướu để chúng đẩy đi cao răng dễ dàng hơn. Tiếp đến, bạn nhổ đường ra, chải lại răng với kem đánh răng như bình thường. Pha 2 thìa muối với 1 cốc nước ấm, dùng để súc miệng nhiều lần. Ở lần cuối cùng, bạn ngậm lại 30 giây, 1 phút rồi nhổ đi. Công thức 2. Bạn dùng muối iốt hoặc giả miệng muối hạt to
rồi trộn cùng 1 phần 2 thìa bột baking soda, thêm một chút nước để tạo thành hỗn hợp có dạng sền sệt. Nhúng bàn chải vào hỗn hợp và chà lên răng thật đều từ trong ra ngoài trong khoảng 1 đến 2 phút. Cuối cùng, bạn súc miệng lại, thực hiện 2 lần một tuần. Baking soda cũng được dùng trong việc làm bánh nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm về mức độ an toàn của chúng. Khi kết hợp với muối sẽ tăng khả năng làm trắng răng lên hiệu quả mà không gây bào mòn măng răng. Công thức 3. Thay baking soda bằng nước cốt chanh, giấm, hoặc đơn giản hơn là bạn chỉ cần cho thêm muối vào kem đánh răng cũng được, và lưu ý không hòa tan muối mà chỉ để chúng ở dạng hạt li ti. Thao tác tương tự như ở công thức 2. Chanh, giấm, chứa axit, có tính tẩy nhẹ, giúp làm tan cao răng, khoáng khuẩn, ngăn ngừa một số bệnh như sâu răng, sưng viêm, nhiệt. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cứu người tích đức. Hãy chia sẻ bài thuốc của Ni Sư đã giúp nhiều người chữa khỏi căn bệnh viêm gan siêu vi B. Không những làm cho sức khỏe của bệnh nhân đi xuống, nó còn là một căn bệnh lây lan rất nhanh. Lương y, Ni Sư Diệu Hoa chia sẻ. Từ một bệnh nhân trở thành một lương y. Chúng tôi gặp lương y, Ni Sư Nguyễn Kim Cúc, pháp danh Diệu Hoa, 63 tuổi, tại chùa Pháp Hoa, ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Khi công việc khám chữa bệnh của bà đã vãng, chia sẻ về cơ duyên dẫn dắt mình đến với nghiệp thuốc từ thiện, Ni Sư Diệu Hoa chia sẻ. Bà sinh ra trong một gia đình nông dân ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Lúc sinh thời, bố của bà cũng là một lương y khá nổi tiếng vùng quê miền Tây này. Tuy nhiên, bà chỉ thực sự yêu và muốn học thuốc từ biến cố bà bị bệnh thập tử nhất sinh. Bước vào tuổi thanh niên phơi phới sắc, bà cảm thấy khó thở và đau tức ngực. Đi khám, các bác sĩ kết luận là bà bị tim. Cũng vì thường xuyên giao lưu trong giới lương y chữa bệnh từ thiện, bố của bà biết sư ông lương y Nguyễn Trí Tài, tức Hòa Thượng Thích Thiện Thắng, nguyên trụ trì chùa Pháp Hoa, một thời nổi tiếng chữa bệnh từ thiện ở Đồng Nai. Ông lập tức đưa con gái mình đến để được thầy chữa bệnh. Sau khi được sư thầy chữa khỏi bệnh, bà quyết định xin thầy cho được ở lại chùa, làm công quả và học nghề thuốc để có thể phụ giúp thầy trong việc chữa bệnh cho những bệnh nhân bị trọng bệnh như mình. Ước nguyện của bà được gia đình và vị sư thầy chấp nhận. Từ đó, bà chuyên tâm học thuốc cùng thầy và tập trung tu tập. Ngày sư thầy còn sống, khuôn viên nhà chùa luôn đông nghịt người từ khắp nơi đến xin chữa bệnh. Vì sư thầy chữa bệnh mát tay và tài giỏi lắm, tôi chỉ phụ giúp thầy thôi. Thầy Viên Tịnh là một mắt mắt lớn, nhất là đối với bệnh nhân bị bệnh nan y và những bệnh nhân nghèo. Vị ni sư lặng người trong chốc lát. Bài thuốc từ thiện chữa bệnh viêm gan B. Sau gần 30 năm phụ sư thầy cũng như độc lập chữa bệnh, số bệnh nhân lương y ni sư chữa bệnh hết không biết bao nhiêu mà kể. Bà cũng không để tâm nhiều về điều đó. Thế nhưng về bệnh viêm gan B, trường hợp anh Nguyễn Tiến Quân 37 tuổi, một thầy giáo ở Đồng Nai là bà nhớ nhất. Anh Quân bị bệnh siêu vi B nặng, còn mắc cả men gan cao. Được lương y, ni sư Diệu Hoa hốt thuốc, chữa bệnh, một thời gian sau, anh Quân đã khỏi bệnh. Đến bây giờ, thi thoảng anh Quân vẫn đến đây hốt thuốc uống để tăng cường sức khỏe. Về nguyên nhân dẫn đến căn bệnh viêm gan B, ni sư Diệu Hoa chia sẻ. Nguyên nhân dẫn đến căn bệnh thì nhiều, di truyền từ mẹ sang con là một trong những nguyên nhân. Một nguyên nhân khác nữa là lây lan qua đường tình dục và việc ăn uống không hợp vệ sinh và nhiều hóa chất cũng là một nguyên nhân dẫn đến căn bệnh. Bài thuốc trị bệnh viêm gan B của lương y, ni sư Diệu Hoa gồm hoàn toàn những cây thuốc nam do bệnh nhân tự kiếm hoặc mạnh thường quân giúp đỡ. Bài thuốc gồm những dược liệu chính sau: cây gáo long, cây diệu hạ châu, tây nhân gian là cây chó đẻ, cây cỏ xước, cây cỏ mực, cây mồng trầu,
lá trinh nữ hoàng cung. Cây chó đẻ, đặc trị các bệnh về gan. Cây cỏ xước, làm cho mát gan, hạ men gan, lọc máu mỡ. Cây cỏ mực, làm cho mát gan và làm lành vết thương. Lá trinh nữ hoàng cung, đánh tan khối u và thêm một vị thuốc bắc là hổ trường căn. Tuy nhiên, bài thuốc trên chỉ dùng cho những bệnh nhân mới đầu phát bệnh. Còn những bệnh nhân bị bệnh lâu năm thì thêm một số vị như củ mướp gai, phục linh nam, cây lữ rắn. Bởi khi bị bệnh lâu năm, sự viêm nhiễm trong gan sẽ trở nên nặng và những dược liệu này sẽ làm tiêu viêm và giải độc gan. Bài thuốc cũng còn dựa vào thể trạng và từng trường hợp bệnh của bệnh nhân. Nếu bệnh nhân bị bệnh viêm gan mà còn bị thêm các bệnh khác nữa, thì bài thuốc sẽ phải gia giảm cách khác cho phù hợp với căn bệnh của họ. Cùng với việc điều trị, lương y, ni sư Diệu Hoa khuyên nhủ bệnh nhân nên kết hợp phương pháp ăn uống điều độ. Hợp lý thì hiệu quả căn bệnh sẽ cao hơn. Một lọ hoa quả bệnh nhân viêm gan B nên dùng và có tác dụng giúp điều trị căn bệnh rất tốt, đó là chuối sứ. Bệnh nhân nên ăn chuối sứ mỗi ngày từ 1 đến 3 trái, sẽ có tác dụng tốt hỗ trợ điều trị căn bệnh. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Con hết hẳn mồ hôi trộm, ăn ngon ngủ say nhờ các bài thuốc tự nhiên, ngon miệng hiệu quả. Con nhà em, người luôn ướt đẫm mồ hôi, bắt đầu từ 2 tháng đã thấy hiện tượng đổ mồ hôi nhiều ở con. Dễ gặp nhất là khi cho con bú sữa, khi con nằm chơi, hòa tay múa chân. Mồ hôi túa ra, ướt cả khăn sữa lót đầu, lót lưng. Em cũng chu đáo cho con ngủ trong phòng thoáng, mặc cho con áo ba lỗ và lót đầu bằng khăn sữa. Ấy thế mà con vẫn cứ ra nhiều mồ hôi, mà bà ngoại gọi là mồ hôi trộm. Bà bày em phơi nắng cho con mỗi ngày để giảm hiện tượng mồ hôi, nhưng không đỡ tí nào. Đỉnh điểm là lúc 8 tháng, con bị viêm phổi. Bác sĩ chẩn đoán là do con đổ mồ hôi ở lưng quá nhiều, thấm ngực vào người dẫn đến viêm phổi. Lần đó, con tiêm gần 10 mũi kháng sinh và nằm viện gần 10 ngày, sốt hết cả ruột mẹ. Sau lần đó, em bắt đầu tìm hiểu các mẹo, các cách ngồi thuốc để con bớt ra mồ hôi. Thì trộm vía, em bắt gặp các bài thuốc này, vừa giúp bé ngon miệng, vừa chữa được chứng mồ hôi trộm. Đây còn lại là những công thức chế biến cháo ăn dặm, bổ dưỡng cho con, giúp em đỡ bí thực đơn mỗi ngày. Vô cùng hiệu quả, nên em chia sẻ với các mẹ. Mẹ nào áp dụng, con hết đổ mồ hôi thì cho em hay với nha. 1. Cháo trai. Nguyên liệu: 5 con trai đồng, loại vừa, 30g lá dâu non, 50g gạo nếp, 50g gạo tẻ, dầu thực vật, gia vị vừa đủ. Cách nấu: pha nước muối loãng ngâm trai, sau 1 tiếng vớt ra rửa sạch, cho vào nồi luộc. Nhặt lấy ruột trai và lọc lấy nước trong. Ruột trai bỏ hết phần đất, thái nhỏ ướp gia vị, dùng dầu thực vật xào cho thơm. Lá dâu non rửa sạch thái nhỏ, gạo tẻ, gạo nếp xay thành bột mịn. Cho thêm nước vào nước luộc trai, cho bột gạo vào quấy đều, đun nhỏ lửa. Lá dâu non rửa sạch thái nhỏ, gạo tẻ, gạo nếp xay thành bột mịn. Cho thêm nước vào nước luộc trai, cho bột gạo vào quấy đều, đun nhỏ lửa. Khi cháo chín, cho trai, lá dâu, nêm vừa gia vị, cháo trai sôi lên lại là được. Cho bé ăn 2 lần trên ngày vào lúc đói, ăn liền trong 4 đến 5 ngày sẽ giúp bé giảm ra mồ hôi trộm. Chè đậu đăng hoặc đậu xanh chữa mồ hôi trộm. Nguyên liệu: đậu xanh hoặc đậu đen 50g, gạo nếp 50g, lá dâu non khô 10g, đường vừa đủ. Cách nấu: đậu xanh hoặc đậu đen và gạo nếp xào vàng tán thành bột nhỏ, lá dâu khô cho vào ấm cùng 250ml nước, đun sôi kỹ, chắc lấy nước. Cho bột đậu, bột gạo, đường vào nước lá dâu quấy đều, đun cho sôi lại là được. Cho trẻ ăn 2 lần trên ngày, lúc đói và cần ăn trong 7 ngày liền để giúp trẻ hạn chế ra mồ hôi trộm.
Ở đây, cách nấu của đậu đen và đậu xanh hoàn toàn giống nhau. Các mẹ tùy chọn hoặc nấu thay đổi theo ngày cho bé thêm khẩu vị. 3. Cháo nếp cẩm. Nguyên liệu: gạo nếp cẩm còn nguyên cám. Cách nấu: xay bột nếp cẩm hòa với cháo hoặc bột ăn dặm của bé. Mỗi bữa bột của bé cho vào một nửa cà phê bột gạo nếp cẩm còn nguyên cám. Đối với trẻ lớn hơn, có thể cho một nắm gạo nếp cẩm vào nấu cháo thông thường hoặc nấu thành xôi cho bé ăn. Dùng trong vài tuần, nấu cho bé ăn để giảm rõ rệt hiện tượng đổ mồ hôi trộm. 4. Nước lá dâu. Nguyên liệu: 10g lá dâu khô, 5g rau má khô. Cách nấu: cả hai thứ trên rửa sạch cho vào nồi cùng 200ml nước đun sôi kỹ, chắc lấy nước uống. Chia làm 2 lần cho trẻ uống trong ngày, dùng trong 5 ngày cho trẻ. Nếu trẻ lớn hơn, các mẹ nấu canh bằng nước lá dâu rồi cho bé ăn một lần trong ngày với cơm và ăn liên tục trong 5 ngày. 5. Cháo hẹ. Nguyên liệu: 30g gốc hẹ, 50g gạo, 50g thịt lợn nạc. Gia vị vừa đủ. Cách nấu: gốc hẹ, chọn phần thân sát gốc, rửa sạch giã nhỏ, lọc lấy 200ml nước đặc, thịt lợn nạc băm nhỏ, ướp bột gia vị xào chín, gạo xay thành bột, cho vào nước gốc hẹ quấy đều, đun lên lửa nhỏ. Khi cháo chín, cho thịt lợn, bột ngọt vào đảo đều, cho sôi lên là được. Cho bé ăn hàng ngày một lần, cần ăn liền 2-3 ngày. Nếu bé chưa ăn được thì lọc lấy nước cho uống. Em mất thêm các mẹ các cách hỗ trợ ngăn ngừa bé ra mồ hôi trộm hiệu quả. Các mẹ cho con bú thường ngày cũng giúp trẻ đỡ ra mồ hôi trộm. Giữ cơ thể trẻ thoáng mát, hạn chế các thức ăn sinh nhiệt, mỡ, thịt bò, tôm, cua, cá biển, mít, sầu riêng, xoài. Bổ sung các chất mát như rau tươi, trái cây, rau má, cải bẹ. Giữ cho trẻ luôn mát, ăn ngủ nơi thoáng mát, chơi đùa trong bóng râm và luôn tắm bé tại nhà sạch sẽ hàng ngày. Cho trẻ uống đủ nước. Khi trẻ ra nhiều mồ hôi, mẹ nhớ lau mồ hôi để không làm bé bị nhiễm lạnh. Việc bé ra mồ hôi trộm là điều hoàn toàn bình thường vì tiếng mồ hôi của bé chưa hoàn thiện. Khi trẻ bị mồ hôi trộm, các mẹ cũng không nên lo lắng quá nếu bé vẫn bú tốt, ăn ngủ và phát triển bình thường. Theo thời gian, bé sẽ hết, chỉ cần các mẹ chú ý. Khi đêm ngủ hãy sờ lưng, cổ gáy, ngực, trán con, nếu có mồ hôi hãy lau ngay thì chắc chắn bé sẽ khỏe mạnh và lớn nhanh. Chỉ với lòng đỏ trứng gà, dán trong nhà có nhiều cỡ nào cũng sẽ mọt đi không trở lại. Dùng thuốc xịt hay những hóa chất độc hại khác để đuổi dán sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của gia đình. Vì vậy, các mẹ hãy áp dụng thử công thức tự nhiên vừa dễ vừa an toàn này nhé. Đảm bảo dán dễ sợ và không dám quay đầu lại nữa đâu. Các mẹ chuẩn bị: một lòng đỏ trứng gà, 30-50g bột axit butyric. Các mẹ có thể mua cái này ở các tiệm bán hóa chất hoặc cửa hàng thuốc thú y. Cách làm: trộn hai thành phần đã chuẩn bị lại với nhau cho đến khi thật nhuyễn. Chia hỗn hợp vừa tạo thành những viên hình cầu thật nhỏ với đường kính khoảng 1cm và chờ khoảng 1 tiếng để những viên hình cầu này khô lại. Cách dùng: các mẹ đem đặt chúng ở các góc khuất trong nhà, kệ, tủ, nhất là nhà tắm và phòng bếp. Những con gián sẽ cảm thấy tò mò và tiếp cận. Sau đó, râu của chúng sẽ bị dính chặt vào viên cầu. Từ đó, chúng không thể truyền tín hiệu cảnh báo tới đồng loạ. Vì vậy, nhiều con gián khác cũng sẽ mắc bẫy khi cố gắng liên lạc với chú gián gặp nạn. Sau 3 đến 4 tuần, các mẹ sẽ chứng kiến một số lượng gián rất lớn bị chết. Nhà mình sẽ sạch bóng, không còn dấu vết nào của gián, dù chỉ là một cọng lông. Sau khoảng 6 tháng, các mẹ nên lặp lại cách này, bởi đây là khoảng thời gian những con cái còn sống sót sẽ đẻ trứng và từ đó những con gián mới xuất hiện. Các mẹ yên tâm nhé,
vì hỗn hợp này rất an toàn với cả con người và vật nuôi, nên các mẹ có thể thoải mái đặt chúng ở bất kỳ vị trí nào trong nhà mà không sợ ảnh hưởng đến trẻ nhỏ. Thêm nữa, axit boric không độc hại nên thường được dùng để khử trùng. Nếu không thích lòng đỏ trứng, các mẹ có thể đuổi dán bằng cách khác mà không đụng hóa chất. Bia. Dán rất thích mùi bia nên mẹ có thể chế biến nhiều bẫy để bắt dán với bia. Nhúng một miếng bánh mì đậm bia và đặt vào một lọ cao để giữ dán, hay rót một ít bia trực tiếp vào đáy lọ đều hiệu quả. Vỏ cam, vỏ chanh. Phơi vỏ cam và vỏ chanh cho khô để ở tủ hoặc chạn bếp, hoặc đốt vỏ cam chanh khô. Như vậy vừa giúp nhà cửa có mùi thơm dễ chịu, lại đuổi được dán. Dùng xà bông. Hòa một cục xà bông vào 4 lít nước nóng. Ngay khi xà bông tan ra thì trực tiếp đổ lên người dán sẽ có tác dụng hiệu quả, đảm bảo dán không còn tỉnh lại được nữa. Dung dịch amoniac. Mùi hăng của dung dịch amoniac cũng đuổi dán hiệu quả. Pha dung dịch với một ít nước và xịt vào các khu vực dán thường lui tới nhé. Bột nở. Đơn giản bằng cách cho bột nở lên vài lá rau cải hay rau diếp cá và đặt chỗ dán ngay tới, dán sẽ ngay lập tức tự bỏ đi. Lá nguyệt quế. Tiện dụng nhất là sử dụng lá nguyệt quế. Vò lá vào nước lau nhà và lau nhà sạch sẽ. Sau đó, dán sẽ không dám bén mảng khi ngửi thấy mùi lá. Nước đường. Dùng một cái hộp sắt cho vào đó khoảng 3 thìa đường trắng. Hòa tiếp cùng với nửa bát nước, đặt vào nơi dán thường đến để giữ. Ngửi thấy mùi đường, dán sẽ đến và bị rơi vào hộp nước. Lá đào tươi. Đem lá đào tươi đặt vào những chỗ dán thường đến. Ngửi thấy mùi lá đào, dán sẽ bỏ chạy. Băng dính và hành tím. Chiếc bẫy đơn giản này được làm bằng cách thái vài lát hành mỏng, đặt lên một đoạn băng dính dài tùy ý. Để bẫy lên khu vực dán hay qua lại, dán thích mùi hành tím nên tìm đến, đồng thời sẽ bị mắc vào keo. Các mẹ nên chọn loại băng dính thật dễ dính để bắt dán ngay nhé. Dưa leo. Có thể đặt dưa leo tươi vào trong tủ đựng thức ăn. Ngửi thấy mùi dưa leo, dán sẽ bỏ đi. Sau vài ngày, mẹ lại cắt chỗ dưa leo khô đi, dán sẽ tiếp tục không dám đến nữa.